Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh luôn xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi có sự thay đổi trong bộ tiêu chí, một số địa phương đã không thể giữ vững các tiêu chí đã từng đạt được. Nếu không có sự nỗ lực cao, rất dễ bị rớt chuẩn nông thôn mới. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bao gồm 19 tiêu chí, trong đó có 57 chỉ tiêu, tăng 9 chỉ tiêu và 13 tiêu chí có mức độ yêu cầu chuẩn nông thôn mới cao hơn so với bộ tiêu chí về chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Sự thay đổi bộ tiêu chí đã dẫn đến việc một số xã không giữ vững được tiêu chí hoặc gặp nhiều khó khăn để duy trì tiêu chí đã đạt. Trong cái giai đoạn 2025 thì chính phủ đã ban hành cái bộ tiêu chí mới về nông thôn mới, trong đó có hàng chục cái tiêu chí là có thay đổi theo hướng nâng cao cả về chất lượng, cả về các cái số lượng và yêu cầu là có cái xu hướng là tăng cao, trong khi cái điều kiện kinh tế xã hội các năm vừa gần đây thì cũng gặp khó khăn. Cho nên là quá trình mà chúng tôi rà soát lại thì tới giờ phút này xã nông thôn mới vừa được công nhận giai đoạn trước và kể cả giai đoạn này thì có đến 45 xã là không còn đủ 19/19 tiêu chí. Trong số 7 xã nông thôn mới nâng cao, chúng ta cũng công nhận trong giai đoạn gần đây thôi, trong 5 năm gần đây, thì có đến là 5 xã thì cũng không còn đạt chuẩn nữa. Theo quy định, tới định kỳ kiểm tra, nếu phải rớt 30% số tiêu chí, thì xã nông thôn mới sẽ bị thu hồi danh hiệu. Do đó, việc duy trì các chỉ tiêu là một thách thức lớn đối với các xã nông thôn mới. Thực hiện cái nông thôn mới thì chỉ đạo của trên là phải thường xuyên rà soát các tiêu chí. Tiêu chí nào khó thì tranh thủ tập trung phải giải quyết. Hiện nay thì đối với xã thì có cái tiêu chí về nông thôn mới nó khó là cái vấn đề về bảo hiểm toàn dân. Đây là cái một vấn đề là khó. Do hiện nay thì cái mức lương cơ sở nó có tăng. Nhưng mà trên tinh thần là xã vận động là phải tập trung là theo nghị quyết. Ở xã ra nghị quyết là 94%. Mà đến thời điểm này thì đã đạt 92%. Thì tới giai đoạn này thì địa phương xã Đức vẫn là tiếp tục thực hiện duy trì cái chuẩn nông thôn mới. Thì cái tiêu chí mà khó khăn nhất đó chính là tiêu chí số 15 về vấn đề tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm trong năm 2024. Thì tới giai đoạn này Hậu Đức mới đạt được là có 88,15% so với cái quy định là phải là 90% trở lên. Thật ra thì tiêu chí nào cũng ít nhiều liên quan tới kinh phí. Nhưng mà cái tiêu chí về hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông là nó đòi hỏi nhiều kinh phí nhất. Còn những cái tiêu chí khác thì cũng phải có ít nhiều. Nhưng mà quan trọng nhất là cái biện pháp tổ chức thực hiện, vận động vân vân. Và gần đây thì chúng tôi thấy rằng là các cái tiêu chí mà khó đảm bảo nhất thì gồm có là thứ nhất là tiêu chí về thu nhập. Vì chúng ta biết kinh tế khó khăn, một bộ phận thu nhập của người dân bị giảm sút, nên chúng ta phải có những cái giải pháp để đảm bảo thu nhập người dân ở cái mức ổn định. Thứ hai nữa là về tiêu chí y tế, quy định là phải có 90% các xã nông thôn mới và 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 95% đối với nông thôn mới nâng cao. Và chúng ta biết rằng là hiện nay cái vận động mua bảo hiểm y tế cũng là khó khăn. Trong điều kiện như thế, cấp ủy đảng, chính quyền các xã phải nỗ lực nhiều hơn, đòi hỏi có sự chung sức đồng lòng của toàn dân để giữ vững và phát triển xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu một cách bền vững, đem lại cuộc sống mới cho người dân.